Ok thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kết nối một cái ống nhánh vào trong cái sprinkler này sao cho nhanh nha. Ví dụ ở đây mình đang thấy có một cái đường ống nhánh này bây giờ muốn vị thêm một cái ống nhánh nữa từ cái cái đoạn này chạy ra cái sprinkler này thì làm sao các bạn chỉ cần nhấn vào đây chọn lệnh CS nha. CS nha các bạn. CS là copy nó nó sẽ tạo ra một cái đối tượng giống cái đối tượng này. Rồi các bạn khoan hãy để vào chỗ này là vị ra nha các bạn vị bất kỳ ở đây đi, ở đoạn này đi. Đó, kéo ra một cái. Rồi các bạn dùng lệnh L nha chọn cái điểm này và tâm của đường ống này bập thấy giờ rồi từ đây nắm kéo lại nha khá là nhanh đúng không các bạn không cần phải canh đâu các bạn cứ quỹ đại ra từ một cái 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 chỗ nào đó rồi các bạn kéo ra đây rồi từ cái chỗ này là các bạn l cho nó trùng với cái tâm của cái thằng spring color này rồi sau đó các bạn kéo lại là ok rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để mà theo dõi những video mới từ kênh của mình nha bye bye